Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón hình một con cá xinh xắn như thế này ha Đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón nè Mẫu này thì các bạn cũng có thể thay đổi màu hoặc là tăng giảm size tùy tích cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ Để làm được mẫu này thì mình sẽ sử dụng len miêu cốt tông 125g và kim 3,5mm để móc cho phần thân nón được mềm mại hơn ha Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Do màu đen nên hơi khó thấy, mình sẽ hướng dẫn bằng màu hồng để các bạn dễ thấy mũi móc hơn ha. Tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo lên qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi có được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, vuốt lại cho cái vòng tròn nhỏ lại và đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai mỗi chân móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu ha. Móc vào hai mũi móc đơn nè. Sau đó làm tương tự cho mình cho 5 chân còn lại ha. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn, chân thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn chân móc thứ tư cũng móc hai mũi móc đơn chân móc thứ năm tương tự hai mũi móc đơn chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn hoàn tất được vòng móc thứ hai đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời như vậy là vòng thứ hai của mình hoàn tất sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 mũi móc đơn hết tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích thì từ vòng thứ ba trở đi mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để mình móc ha móc vào lần lượt 12 chân móc mình có được mỗi chân là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu nè kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ hai sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến hết ha chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn Chân thứ ba tương tự hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi mình sẽ có tổng cộng là 24 mũi kép đơn cho vòng móc thứ ba này ha. Để ý xét đây nó sẽ có một cái đường móc thì đây là đường của mũi giờ kết thúc vòng thứ hai chứ nó không phải là chân móc nha. Các bạn cứ đếm cho mình đúng 12 chân, mỗi chân móc hai mũi kép đơn là được. Đến đây thì không cần phải móc nè. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng thứ ba hả? Đến vòng móc thứ tư thì móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng thứ ba, móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi kép đơn trước. Sau đó chân kế bên sẽ móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Mũi kép đơn đầu tiên và mũi kép đơn thứ hai cũng vào chân móc đó ha ta sẽ được một cụm móc như thế này các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 12 cụm liên tiếp ha cụm thứ hai nè một kép đơn vào chân móc kế bên sau đó là hai kép đơn vào cùng chân móc kế tiếp mình sẽ có được cụm móc thứ hai tiếp tục cụm thứ ba nè một kép đơn hai kép đơn cùng chân móc ta có cụm thứ ba Cụm thứ 12 cũng nằm ở hai chân cuối cùng ha. Một kép đơn, sau đó là hai kép đơn cùng chân móc. Như vậy là khi kết thúc cái vòng móc này mình sẽ có tổng cộng là 12 cụm như thế này ha. Tăng được 12 mũi cho cái vòng móc thứ tư. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời. Sát đây nó cũng có cái chân của mũi dời kết thúc nè, mình sẽ không móc vào đó nha. móc lên hai mũi móc xích tiếp tục đến vòng móc kế tiếp thì dựa cho mình vào công thức của vòng móc ở bên trên vòng móc bên trên của mình có một kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân móc thì vòng kế tiếp các bạn tăng tịnh tiến cho mình số mũi kép đơn lẻ mỗi chân lên một mũi tức là ở đây một mũi thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn vào mũi chân ha kép đơn đầu tiên vào chân đầu tiên nè kép đơn thứ hai vào chân thứ hai sau khi có được hai mũi kép đơn mỗi chân rồi chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này cụm móc của mình nó sẽ nhiều hơn so với cụm bên trên một mũi tức là cái số mũi kép đơn lẻ của mình nó sẽ nhiều hơn bên dưới một mũi nè đây thì bên trên là hai kép đơn ha nó tăng thêm một mũi các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng hai kép đơn mỗi chân sau đó sẽ là hai kép đơn cùng chân móc. Ta được cụm thứ hai ha, móc tương tự cho mình cho đến hết. Cụm thứ 12 cũng nằm ở ba chân móc cuối cùng. Hai kép đơn mỗi chân sau đó là hai kép đơn cùng chân móc. Như vậy là khi kết thúc cái vòng móc này mình sẽ có tổng cộng là 12 cụm, tăng được 12 mũi ha. Kết thúc vòng nè. Móc lên hai xích đây thì tiếp tục các hàng kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình nè tức là mình sẽ dần dần tăng tận tiến cái số mũi kép đơn lẻ mỗi chân lên một mũi dựa vào hàng bên trên nhé ví dụ như hàng này là hai kép đơn mỗi chân sau đó tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình là ba kép đơn mỗi chân bốn kép đơn mỗi chân ha và cứ xen kẽ sẽ là hai kép đơn cùng chân móc thì hàng kế tiếp của mình nè phía dưới là hai kép đơn rồi thì bây giờ móc ba kép đơn mỗi chân sau đó sẽ là hai kép đơn cùng chân móc thì hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha ba kép đơn mỗi chân nè tăng được một mũi so với cái vòng bên trên móc cho đến hết vòng và móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của phần thân nó như size đầu mà các bạn cần ha khi đã móc thêm nhiều hàng móc cảm thấy cái vòng tròn của nó nó đã đủ cái độ rộng cho cái vòng đầu rồi ha thì khi các bạn móc theo công thức này phần thân nón của mình nó sẽ có cái độ hơi cúp lại đây có ba cách để mình có thể canh sai ha đầu tiên thì cần xác định cho mình số đo vòng đầu của sai các bạn cần móc là bao nhiêu lật ngựa cái phần thân nón lại không cần phải canh chỉnh cho cái mũi móc nó phẳng ra ha để im như thế này sau đó các bạn sẽ sử dụng thước dây để mình đo nè đầu tiên là mình sẽ đo cái đường kính của cái phần mà mình có được ở đây đường kính là cái đường nằm trung tâm ở chính giữa của cái phần vòng tròn của mình nè sử dụng thước dây để đo đường kính thì kích thước này đo cũng sắp xỉ ha khi có được số đo đường kính rồi các bạn sẽ lấy cho mình số đo này nhân cho 3,14 ta sẽ ra được cái kích thước của cái vòng ngoài cùng mà mình có được là bao nhiêu ha sau đó sẽ đem so sánh với cái kích thước vòng đầu mà các bạn cần có thì đây sẽ là cách đầu tiên ha cũng là cách đơn giản nhất tiếp tục đến cách thứ hai nè các bạn sẽ sử dụng cho mình 1 cm của thước dây ở đây mình sẽ sử dụng 1 cm như thế này đo cho mình vào mũi móc thì ở đây 1 cm của mình tương đương với 2 mũi móc. Khi đã có được số đo vòng đầu rồi, các bạn sẽ lấy cho mình số đo vòng đầu nhân cho số mũi móc của 1 cm thì mình sẽ ra được tổng số mũi móc mà mình cần có của vòng tăng mũi cuối cùng. Đó cái phần sai các bạn cần ha. Mình sẽ lấy ví dụ cụ thể luôn là ví dụ như các bạn móc cho mình vòng đầu là 40 cm thì khi các bạn đo được 1 cm bằng 2 mũi móc rồi, các bạn lấy cho mình 40 nhân cho 2, mình sẽ được 80. Thì cái vòng kết thúc cuối cùng của mình sẽ sắp xếp làm sao cho nó đủ 80 mũi móc ha. Còn cách thứ ba thì các bạn sẽ lật mặt trái của sản phẩm ra. Đo cho mình từ cái điểm đầu tiên mà mình bắt đầu móc. Mình sẽ đo tương đương cho các bạn không cần phải kéo căng mũi móc ha, do cái sợi len của mình nó có cái độ co giãn. Các bạn sẽ đo cho mình hết một vòng quanh. Mình sẽ có được cái kích thước của cái vòng mà mình đang có là bao nhiêu ha. Ở đây mình sẽ có một lưu ý nhỏ. Khi các bạn cứ tăng thêm nhiều vòng móc, cảm thấy cái vòng nón nó đã sắp xỉ bằng với số đo vòng đầu rồi ha. Để ý khi theo công thức các cái hàng mũi kép đơn, mỗi hàng móc của mình sẽ có tổng cộng là 12 cụm. Tức 12 cụm đó là mình tăng được 12 mũi cho mỗi vòng móc. Thì mỗi vòng móc của mình sẽ có tổng cộng là 12 điểm. 12 chân móc có 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Thì khi các bạn cứ tăng đều như vậy nè, mỗi vòng cứ tăng 12 mũi thì tùy vào size có sai khi tăng 12 mũi dần dần như vậy nó sẽ bị quá rộng ha thì cái vòng móc mà các bạn tăng cuối cùng á có thể sắp xếp cho mình nó ít hơn 12 mũi đó tức là ở cái vòng thứ sáu của mình nè mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn ha vòng thứ sáu của mình sẽ có cụm là bốn kép đơn mỗi chân xen hai kép đơn cùng chân khi mà móc đến kết thúc vòng thì ta sẽ có 12 cụm như thế này nhưng mà các bạn sẽ giảm bớt cho mình 12 cụm đó đi mình móc ít hơn 12 cụm thì ở đây mình móc một cụm nè đây, một cụm là theo công thức nè. Đối với hàng này mình chỉ móc 10 cụm như thế này thôi. Thì những cái cụm mà mình không móc theo công thức á. Đây, cứ móc dần nè, cụm của mình là 4 kép đơn mỗi chân xen 2 kép đơn cùng chân. Thì cái cụm mà không theo công thức sẽ là cụm móc đều. Không có cái chân móc có hai mũi kép đơn cùng chân ha. Đây mình đã có được một mũi bỏ qua rồi nè, cụm tiếp theo là móc bình thường. Sau đó cứ móc bình thường cho mình nè, ở đây mình sẽ tiếp tục có thêm một cụm không móc theo công thức ha tức là móc đều nè. Thì như vậy là ở cái vòng cuối cùng này của mình chỉ có tổng cộng là 10 cái chân móc, có hai mũi kép đơn cùng chân thôi ha. Tức là ta tăng được 10 mũi thôi nè, ít hơn 12 mũi. Hoặc là các bạn cũng có thể sắp xếp ít hơn 10 mũi này cũng được, tùy vào sai các bạn móc. Các bạn có thể canh chỉnh cho mình theo cái 1 cm bằng bao nhiêu mũi móc đó thì nó sẽ dễ dàng hơn ha. Đến vòng móc kế tiếp thì mình sẽ móc đều không cần phải tăng mũi nữa Vì nó đã đủ cái độ rộng cho vòng đầu rồi Các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng Sau đó móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa Cho đến khi mình gặp đôi cái phần thân nón lại Chiều cao từ đỉnh nón đến cái hàng mà mình tăng cuối cùng á Đối với mẫu nón này nó sẽ qua cái phần tay một chút ha Số đo này mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả Sau đó móc theo chiều cao phù hợp sau khi đã móc thêm nhiều vòng móc thì lúc này cái chiều cao của phần thân nó đã sắp xỉ bằng đến phần tay rồi. Còn khoảng tầm 3 cho đến 4 hàng móc nữa, nó sẽ che được cái phần tai ha. Thì lúc này mình sẽ tiến hành thay màu để mình tạo cái phần miệng phía trước. Đến cái chân móc cuối cùng của cái phần thân nè. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi kép đơn. Nhưng lưu ý mũi kép đơn này khi kéo qua hai chân cuối cùng, các bạn sẽ tiến hành thay màu. Mình sẽ đưa sợi len khác màu, chừa một đoạn len vừa đủ dài sau đó mình sẽ kéo cái sợi len này qua hai chân trên kim, các bạn đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời, như vậy lúc này là trên kim của mình nó sẽ đổi màu rồi nè, móc lên hai mũi móc xích, tiếp tục đến hàng móc kế tiếp mình cũng móc đều và không tăng mũi ha, mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn và lúc này mình đã thay màu rồi, các bạn cứ móc đều, khi móc thì lưu ý nhớ giấu cho mình hai sợi len màu đen và màu nâu vào trong mũi móc luôn để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha các bạn cứ móc dần cho mình nè mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì đối với cái phần thay màu này tùy vào sở thích ha các bạn có thể móc cho mình cho nó tầm khoảng 1 phần ba so với số đo của vòng nó móc cho tầm khoảng 1 phần ba ha Sau khi đã đạt được 1 phần 3 phần thay màu rồi bây giờ mình sẽ thay lại màu đen Thì để thay màu đen nè các bạn cũng làm tương tự cho mình Lúc này sợi len màu đen của mình nó đã kéo được tới đây rồi nè Thì các bạn sẽ tiến hành lấy len cho mình lên kim Sau đó đâm kim vào cái chân móc cuối cùng Chân móc của cái phần màu nâu cuối cùng á Kéo qua hai chân trước Sau đó mình sẽ thả sợi len màu nâu Thay sợi len màu đen lên trên tay Kéo qua hai đường trên kim như vậy là lúc này trên kim nó đã đổi màu rồi nè. Các chân kế tiếp thì mỗi chân cũng móc một mũi kép đơn ha. Và lúc này cái sợi len mà mình giấu vào trong mũi móc nó sẽ là sợi len màu nâu. Các bạn cứ giấu vào trong mũi móc cho mình cho đến hết hàng luôn ha. Và lưu ý khi các bạn kéo cho mình cái sợi len màu nâu đừng có kéo quá căng nha. Sau đó đến điểm kết thúc thì chân cuối cùng mình cũng tiến hành thay màu. Cầm kim vào chân cuối cùng kéo len qua hai chân trên kim sau đó thả sợi len màu đen thay sợi len màu nâu mà mình kéo được đến đây nè kéo qua hai đường trên kim sau đó móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời móc lên hai mũi móc xích như vậy là lúc này mình đã thay được màu rồi ha hàng kế tiếp thì cũng làm tương tự như hàng mình vừa móc mỗi chân móc một mũi kép đơn lúc này mình sẽ móc màu nâu nè khi móc màu nâu thì giấu sợi len màu đen vào trong mũi móc Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn ha Móc tương tự cho mình cho đến hết cái phần này Thì mình tiến hành thay màu Sau đó các bạn sẽ móc thêm tương tự cho mình nhiều hàng móc như vậy nữa Sau khi đã móc đủ cái chiều cao của phần thân nón rồi Thì các bạn sẽ viền cho mình một hàng viền mũi đơn ở cái hàng cuối cùng Để khi mà mình sử dụng lâu dài á Cái phần viền này của mình nó sẽ không có bị rộng ha và để thay màu nâu nè, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên sau đó kéo len lúc này đối với hàng mũi đơn thì mình sẽ thả sợi len liền luôn ha thay sợi len màu khác vào nè sau đó kéo len qua hai đường trên kim đây thì mình đã thay được màu rồi và kế tiếp mình sẽ tiến hành cắt cái sợi len màu nâu đi vì không cần phải thay màu nữa sau đó móc mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến hết khi móc nhớ dấu len thừa luôn ha móc cho mình cho đến hết thì mình sẽ hoàn tất được phần thân nó Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái chụp ở bên trên ha. Thì đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo lên qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích vòng thứ hai thì cũng làm tương tự như công thức của phần thân nón mỗi chân móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc ha hai mũi móc đơn nè sau đó làm tương tự cho năm chân còn lại cho đến cuối vòng Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ tư cũng móc 2 mũi móc đơn. Tương tự cho chân thứ năm. Và chân thứ sáu cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Ở đây các bạn lưu ý nè, khi mà mình kết thúc mỗi vòng á, cái đường mũi dời của mình kết thúc mỗi vòng nè, nó sẽ hơi bị to ha. Thì để cho cái phần mũi dời này nó không có bị quá to để mình đỡ bị nhầm lẫn cái mũi móc á. Thì khi các bạn kết thúc vòng nè, kéo sát cho cái sợi len sát với kim, sau đó đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một dời. Và lúc này kéo dài sợi len sau đó gút lại cho mũi dời của mình nhỏ lại. Thì khi mà mình đến kết thúc vòng này nó sẽ không bị lầm mũi ha. Lên một xích tiếp tục đến cái hàng móc thứ ba thì mình sẽ sử dụng mũi móc đơn để mình móc thì cách tăng mũi nó cũng tương tự giống như là phần thân nón các bạn cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi ha hàng này của mình sẽ là một mũi móc đơn vào chân kế bên sau đó là hai mũi móc đơn vào chân kế tiếp thì mình sẽ có được cụm móc như thế này một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì khác với phần thân nón mình sẽ có được 6 cụm cho vòng móc này thôi ha. Cụm thứ hai nè. Tiếp tục cụm thứ ba. Một móc đơn, hai móc đơn cùng chân móc. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. và cụm móc thứ sáu nằm ở hai chân cuối cùng kết thúc vòng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời nhớ là để cho không có bị cái mũi dời hở quá nhiều thì kéo dài sợi len và guốt lại ha móc lên một xích hàng kế tiếp tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ tức mình sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân và hai mũi móc đơn cùng chân móc cho ba chân liên tiếp ha tăng tịnh tiến một mũi nè thì móc cho mình hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc ta tăng được một mũi ha ta có được cụm móc như thế này các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này ha tăng được 6 mũi cho vòng móc thứ tư luôn. 2 mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm thứ hai. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Thì khi móc được đến cuối vòng rồi thì cụm thứ sáu cũng nằm ở ba chân cuối cùng ha. Tiếp tục kết thúc vòng nè. Móc lên một xích. Đối với những bạn nào mà muốn tăng size thêm nhiều hơn á thì các bạn cứ tăng tịnh tiến dần số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi, giống như là cái phần thân nón vậy ha. Mỗi vòng mình sẽ tăng được 6 mũi móc thì lúc này cái vòng tròn này nó sẽ có cái độ rộng ra. Còn đối với size này mình sẽ dừng lại ở bốn hàng móc, mình không cần phải tăng mũi ở hàng thứ năm nữa. Thì không cần tăng mũi, các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa thì hàng tăng mũi bên trên bao nhiêu các bạn sẽ móc cho mình hàng bình thường bấy nhiêu ha ở đây mình móc bốn hàng tăng mũi thì hàng không tăng mũi các bạn móc cho mình bốn hàng luôn khi đã đạt được bốn hàng móc không tăng mũi rồi nè lúc này cái phần thân trên nó đã có được một cái độ sâu như thế này rồi thì mình sẽ tiến hành bo lại sau đó mình tạo cái phần thân bên dưới ha để bo lại thì các bạn sẽ dựa cho mình vào hàng móc tăng mũi cuối cùng ở phần thân trên. Hàng móc tăng mũi cuối cùng của mình có hai mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân. Thì các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ xuống phía dưới. Mình có hai mũi mỗi chân thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi mỗi chân ha. Đối với những bạn nào mà tăng sai thì các bạn cũng làm tương tự. Cứ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ xuống phía dưới là được sau đó khác với cái phần thân bên trên mình tăng mũi ở chân móc kế bên thì bây giờ mình sẽ chậm lại hai chân móc liên tiếp thành một mũi để mình giảm mũi ha thì để chậm lại các bạn sẽ làm cho mình như sau ta sẽ đâm kim vào đường móc bên ngoài của cái chân kế bên là cái đường này nè đường móc bên ngoài ha sau đó tiếp tục đưa kim ra phía ngoài đâm kim vào đường móc bên ngoài của chân kế tiếp trên kim được 3 đường móc kéo len qua hai đường trên kim sau đó kéo qua hai đường trên kim như vậy là mình sẽ có được cụm hai mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mình sẽ có là hai mũi mỗi chân sau đó sẽ là hai chân chụm mũi thì hai chân chụm mũi nè lần lượt đâm kim vào đường móc bên ngoài của chân kế bên sau đó đưa kim ra phía ngoài chân kế tiếp kéo qua hai chân lần thứ nhất và lần thứ hai ta sẽ được cẩm móc thứ hai móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cẩm móc như thế này ha tiếp tục kết thúc hàng nè móc lên một mũi móc xích như vậy là phần thân nó đã có được cái độ thu nhỏ lại rồi hàng móc kế tiếp thì trái ngược với cái hàng tăng mũi bên trên mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ thì bây giờ các bạn sẽ giảm dần số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi ha như hàng này mình có là hai mũi mỗi chân, xen hai chân chụm mũi. Thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là một mũi mỗi chân thôi nè. Sau đó sẽ là hai chân chụm mũi. Thì cách chụm cũng tương tự như mũi chậm phía dưới ha. Như vậy là hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Mình có một mũi móc đơn. Sau đó là hai chân chụm mũi. Hoàn tất được đến cuối vòng thì lúc này cái vòng tròn của mình nó đã có cái độ thu nhỏ lại rồi Thì mình sẽ sử dụng cái kích thước này để mình móc cái phần thân ha Các bạn sẽ thay màu nè Để thay màu thì đưa sợi len ra phía sau Ở cái sợi len thừa của cái phần thân màu trắng á Phía trước nó là chân mình móc mũi giờ kết thúc Thì phía sau nó sẽ là chân mũi dời ha Đâm kim vào chân của mũi dời là cái chân mà mình guốc nhỏ lại á sau đó mình sẽ kéo sợi len màu đen qua cái chân móc này móc lên một mũi móc xích lúc này kích thước nó đã đủ cái độ rộng rồi các bạn sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn và không cần phải tăng cũng không cần giảm mũi ha cứ móc đều cho mình cho đến cuối vòng khi hoàn tất được đến cuối vòng rồi nè thì mình sẽ có được cái độ rộng như thế này các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi ta đạt được cái độ cao như các bạn mong muốn ha. tăng khoảng 6 đến 7 hàng. Sau khi đã có được kích thước cái phần thân dưới rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tạo thêm một cái cục ở phía dưới nữa. Thì cái phần tăng mũi phía dưới đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình, giống như cách tăng mũi ở cái phần thân màu trắng. Lúc này cái vòng móc của phần thân đen của mình đang có 12 mũi móc đơn. Thì nó tương tự giống như vòng thứ hai của cái phần thân trên, thì các bạn sẽ làm theo công thức từ vòng thứ ba ha vòng thứ ba của mình là một mũi móc đơn và hai mũi móc đơn cùng chân móc thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình nè một mũi móc đơn sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc do màu đen hơi khó thấy nên các bạn sẽ nhìn công thức ha mình sẽ có được cụm như thế này móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó mình tiếp tục làm theo công thức của cái phần thân màu trắng ha từ hàng thứ ba trở đi và số hàng móc cũng bằng luôn nè. Sau khi hoàn tất được phần thân màu đen theo công thức của phần thân màu trắng, tức là ta có hai hàng tăng mũi, bốn hàng đều không tăng mũi và hai hàng chụp mũi, thì lúc này nó sẽ có cái độ rộng vừa phải 12 mũi móc cuối cùng. Nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong, sau đó các bạn sẽ móc cho mình vòng tiếp theo là 6 mũi chậm liên tiếp ha. Thì vòng tiếp theo của mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi chậm liên tiếp ở 12 cái chân đó cũng lần lượt đâm kim vào hai chân móc liên tiếp kéo qua hai chân lần thứ nhất và lần thứ hai nè ta được mũi chậm đầu tiên khi hoàn tất được 6 mũi chậm liên tiếp rồi móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi dời và mình sẽ cắt len các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này khâu vào trong thân nó ha xỏ sợi len vào trong kim khâu thì vòng cuối cùng của phần thân màu đen mình đang là sáu cái chân móc các bạn lần lượt đâm kim vào 6 đường móc bên ngoài của 6 chân đường thứ nhất nè đường thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm và thứ sáu sau đó gút thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại đây thì ta sẽ hoàn tất được cái phần thân đỉnh nón rồi nè đưa cái sợi len ra cái hàng móc thứ ba ha hoặc là hàng móc thứ tư sau đó mình sẽ sử dụng cái sợi len này mình khâu vào trong thân nón sau khi đã hoàn tất được phần thân trên rồi mình sẽ khâu phần thân trên ở hàng móc thứ ba hoặc là thứ tư vì cái hàng móc đó nó có số mũi móc bằng với cái hàng móc thứ ba của cái phần thân nón nè mình sẽ khâu cho nó khít lại ha cho cái phần thân trên nó đứng sau đó các bạn sẽ móc cho mình hai mắt ở phía trước. Thì cái phần mắt các bạn móc cho mình giống như là cái phần thân nón. Chỉ khác là vòng đầu tiên móc cho mình 5 mũi móc đơn thay vì là 6 mũi như phần thân nón ha. Thì công thức mình có để trên màn hình nè. Vòng 1 móc 5 mũi móc đơn. Vòng thứ hai mỗi chân hai mũi móc đơn thành 10 mũi. Đến vòng thứ ba mình sẽ sử dụng mũi kép đơn. Mình sẽ có được 20 mũi kép đơn cho vòng móc thứ ba được cái độ rộng vừa phải rồi thì vòng móc thứ tư móc đều không cần phải tăng mũi ta sẽ tạo được cái phần mắt như thế này khi hoàn tất được phần mắt rồi thì cắt một đoạn len vừa đủ dài để sử dụng đoạn len này khâu vào trong thân nó tiếp tục mình sẽ móc cái phần ở phía trước ha tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút móc lên 6 mũi móc xích mũi đầu tiên mũi móc thứ hai mũi thứ ba 4, 5 và 6 ta tạo được cái độ rộng rồi nè. Thì các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Ở chân đầu tiên móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc là cái chân thứ sáu ha. Được hai mũi móc đơn vào cái chân thứ sáu rồi thì chân thứ năm đến chân thứ hai mỗi chân móc một mũi móc đơn mình sẽ có bốn mũi móc đơn liên tiếp vào bốn chân móc đơn thứ ba vào chân thứ ba móc đơn thứ tư có được 4 mũi móc đơn mỗi chân rồi còn lại chân cuối cùng thì chân đó móc cho mình 4 mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba và mũi móc đơn thứ tư. Tiếp tục sẽ là 4 mũi móc đơn vào 4 chân. Mình sẽ móc đối xứng ha. Mũi đầu tiên nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba và mũi thứ tư còn lại một chân móc cuối cùng thì cũng là chân đầu tiên mình móc hai mũi móc đơn cùng chân móc thì tiếp tục móc cho mình thêm hai mũi móc đơn nữa để có số mũi móc bằng với số mũi móc của cái phần đầu bên này bốn mũi ha khi có đủ số mũi móc rồi móc vào chân của mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len sau đó các bạn sẽ tiến hành thay màu để mình tạo cái phần thân dưới ha để thay màu tương tự như cách thay màu ở bên kia, các bạn đâm kim vào chân của mũi dời kết thúc. Kéo sợi len, móc lên một xích. Sau đó ở cái phần thân màu nâu này, mình sẽ không cần phải tăng mũi. Cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau đó móc thêm cho mình tầm khoảng 1 cho đến 2 vòng móc nữa. Để đạt được cái độ cao của cái phần thân này rồi thì cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Sử dụng đoạn len này mình khâu vào trong thân nón ha Khi khâu thì nhớ nhồi cho mình một ít gòn cho cái họa tiết của mình nó được đứng vững hơn Bây giờ mình sẽ móc hai phần răng ở bên Phần răng thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút Đối với cái độ rộng của phần răng này nó sẽ chiếm 2 phần 3 ở phần màu nâu và 1 phần 3 còn lại ở phần màu đen Thì ví dụ như đối với cái phần răng của mình mình làm 6 mũi móc thì bốn mũi sẽ nằm ở bên màu nâu và hai mũi còn lại nằm ở bên màu đen ha thì mình sẽ móc cho các bạn xem nè tương tự như bên này cũng vậy 2 phần 3 là màu nâu và 1 phần 3 là màu đen thì mình sẽ đâm kim vào chân thứ tư kéo nút vừa tạo qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào cái chân mình vừa móc một mũi móc đơn móc cho mình 6 mũi móc đơn liên tiếp vào 6 chân Khi móc nhớ dấu len thừa vào trong mũi móc nha. Ta được 2 phần 3 rồi, còn 1 phần 3 còn lại ở bên màu đen ha. Như vậy là mình đã đạt được cái độ rộng cho cái phần răng. Bên này cũng phân bổ tương tự ha. hai chân móc màu đen và 4 chân móc màu nâu. Tức là 1 phần 3 màu đen và 2 phần 3 màu nâu. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc. Để cho phần răng mình nó có cái độ nhọn và giảm dần á thì hàng móc này có 6 chân móc, các bạn chỉ móc cho mình 5 mũi móc đơn thôi và cái mũi mình bỏ qua sẽ là cái chân đầu tiên ha móc vào chân thứ hai mũi móc đơn chân thứ ba cũng móc một mũi móc đơn tương tự chân thứ tư chân thứ năm và chân thứ sáu như vậy là hàng này mình chỉ có được 5 mũi móc đơn thôi nè giảm đi được một mũi tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng này thì cũng làm tương tự như hàng bên trên bỏ qua chân đầu tiên móc từ chân thứ hai trở đi mỗi chân móc một mũi móc đơn sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi hàng cuối cùng của mình còn lại một mũi móc đơn ha kết thúc thì móc lên một xích sau đó kéo và cắt len lúc này phần răng của mình nó đã có cái độ nhọn giảm dần rồi nè giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc các bạn sẽ gắn cho mình các cái họa tiết trang trí vào bên trên thân nón ta sẽ hoàn tất được một mẫu nón xinh xắn như thế này các bạn có thể tăng giảm size hoặc là thay đổi màu tùy thích cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công.